Xin chào các bạn độc giả của The Influencer Việt Nam. Mình là Đức Triệu. Và mình là Linh Bùi. Chào mừng các bạn đã đến với series Học Yêu. Anh chị gặp nhau là ngày đầu tiên đến trường luôn. Tức là cả hai đứa là người đầu tiên mà gặp nhau lúc mà vừa mới đến trường. Không, chính xác thì là Linh là người Việt Nam đầu tiên khi anh gặp khi đến Mỹ. Còn Linh cũng là, còn anh thì là người Việt Nam đầu tiên ở trường mà Linh gặp khi đến Mỹ. Ừ, đúng rồi. Thì thật ra là chị vẫn còn nhớ là cái first impression của chị với Đức là ôi mới thấy bạn này đẹp trai thế. Mặc dù lúc đấy là chưa nhìn như này đâu em ạ. Ở đấy nhưng mà không hiểu sao lúc đấy mình lại thấy là đẹp trai. Xong rồi mình cũng thấy để xem thế nào. Nhưng mà xong rồi cái buổi hôm đấy nói chuyện thì hóa ra là lúc đấy là Đức đang có người yêu mất rồi. Thế là thôi, xong cũng không có chuyện xảy ra cả. Sau đấy thì chắc là phải đến một năm sau đấy thì là bọn chị mới bắt đầu chơi với nhau và trở thành bạn bè ở trong một nhóm. Nhưng mà lúc đấy thì cũng chưa yêu nhau luôn đâu. Vì thật ra lúc đấy là chị lại có thể gọi là có một câu chuyện tình cảm với một bạn khác ở trong trường ạ. Ở đấy thì nó cũng hơi gọi là trắc trở khi đến với nhau. Xong rồi sau đấy cũng phải đến hết năm 3 đại học. Cuối năm 3 đại học thì đến lúc đấy là bọn chị mới chính thức tìm hiểu nhau và gọi là yêu nhau đấy. Đức cũng đã phải trải qua gọi là một hay hai lần đấy nhỉ, bị từ chối. Ờ, hai lần tán không đổ. Ừ đấy, xong rồi chị vẫn hay gọi vui vui ý, là phải rebrand lại bản thân, kiểu thay đổi bộ nhận diện ấy em. Kiểu hồi đầu là khi mà ở bên Mỹ ấy, thì cái cuộc sống, anh không biết với mọi người thế nào, nhưng mà với cái cuộc sống du học sinh của anh nó rất là cô đơn. Nói thật nó rất là cô đơn, mà khi mà nó cô đơn quá ấy, thì nó làm cho mình trở thành con người thật nhất của mình. Rất là, mà đặc biệt là anh là một con người rất là nhạy cảm. Anh rất là nhạy cảm rồi, anh nói chung anh cũng rất là hiền. Thì lúc đấy đến với Linh thì có vẻ như Linh lại thích bad boy. Đến bây giờ vẫn thế, Thế là cái lần đầu đấy là không cưa đổ. Vậy thì anh mới nghĩ là ok, bây giờ mình phải rebrand thôi. Đó, thì anh mới nghỉ tầm nửa năm để lên kế hoạch lại, rồi mình quay trở lại với một diện mạo bad boy hơn và đổ luôn. Nghe nguy hiểm. Nhưng mà cái lúc mà mọi người làm bạn với nhau ấy, trong cái thời điểm mọi người làm bạn với nhau, mọi người có biết là người kia thực ra cũng có tình cảm với mình không? Cái đấy nó có ảnh hưởng gì đến cái câu chuyện mọi người chơi với nhau không? Thật ra là tức là lúc mà làm bạn thân ấy thì cũng không biết đâu. Tức là chỉ như chị thì chị chỉ biết khi mà Đức nói thẳng ra ấy, chứ còn cũng không nghĩ gì đâu. Bọn mình cũng có một cái giai đoạn thật sự là bạn thân. Ừ, đúng. Hồi đấy không có tình cảm gọi là trai gái đâu, mà thật sự là bạn thân. Rồi có những cái chuyện trong cuộc đời nó xảy ra làm cho hai người có những cái trải nghiệm, những cái vết thương tương đồng, nên là bắt đầu cảm thông nhau hơn, mới bắt đầu có tình cảm với nhau. Cái lý do lúc đầu hai lần từ chối nó chỉ pure liên đến từ câu chuyện là chị thích bad boy nhưng anh thì không biết làm, đúng không? Thật ra thì nó cũng một phần thật nhưng một phần là đùa, tại vì cái lúc mà anh đến với Linh ấy thì tức là khi mà Linh, anh thích Linh từ cái lúc mà Linh đang có một cái mối quan hệ với một người bạn khác. Thì khi mà hai bạn đó chia tay thì cũng phải nói thật là anh hơi dồn dập, kiểu anh đến luôn. Thế nên là anh nghĩ là nó là sai thời điểm. Đúng rồi, lúc đấy chị cũng kiểu chưa muốn bước vào một cái mối quan hệ mới ấy. Nên là bạn coi đây lần thứ 3 tỏ tình nhá. Cái điều gì khiến cho chị lên gần đây? Và lúc đấy anh cảm thấy là đã đến cái lúc mà mình tỏ tình được rồi, nó là kiểu right person, right timing rồi, nên là anh tỏ tình, hay là nó là một cái lý do nào đấy khác, và vì sao lần này ở lần thứ 3 lại chị lên say yes? Thật ra là trước khi mà say yes ở cái lần này thì chị cũng suy nghĩ nhiều. Đấy, như em thấy đây là cũng đã từ chối một vài lần rồi. Vì Đức thật sự là một người bạn rất là tốt, cho nên là mình cũng không muốn để mất cái tình bạn này ấy. Nhưng mà thật sự là dần dần mình cũng nhìn thấy là đây là một chàng trai rất là chân thành, và đặc biệt là khi mà Linh khi 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 mà chị bước ra khỏi một cái mối quan hệ
trước đó nó khá là, nó gọi là độc hại à? Ừ, thì chị càng nhận thấy rõ được cái sự chân thành ở Đức ấy, nên là chị quyết định là thử xem như thế nào. Ra thì anh hồi đấy cũng hay phải nói đùa ấy, tức là cái tham mình thì không bao giờ nó đúng cả, tại vì kể cả lúc đấy anh cũng phải, anh hay nói đùa là thao túng chị Linh để cho chị đồng ý ấy, tức là hồi đấy thì chị Linh chị cứ bảo là sợ mất đi một người bạn đó, thì lúc đấy anh cũng bảo là nếu mà bây giờ không say yes thì cũng mất thôi, thế sao không yes đi rồi thử xem nó thế nào. Và nó có ngày hôm nay. Hay quá, hay quá. Chắc tư duy này rất hay, em sẽ ghi nhớ trong đầu để học tập. Không, tại vì em thấy lúc em nghe chị Linh nói đến câu chuyện mà từ làm bạn lên người yêu là em nghĩ ngay đến cái chuyện mà là chết, không biết có phải tại vì chị Linh nghĩ là từ người yêu lên thành từ bạn lên thành người yêu, lỡ mà trộm việc có vấn đề gì thì không mất cả trí lẫn trái thì sao, như rằng chị Linh nói cái điều này ra. Thật ra thì anh nghĩ là ngay giữa hai người bạn thân, ngay khi mà có tình cảm thì đó là cái giây phút mà mất người bạn rồi, không thể có lại được, chắc chắn luôn. Thế luôn. Yes. Thế thì bây giờ mình đã đi qua từ cái giai đoạn là mình làm bạn với nhau, mình có tình cảm, xong rồi mình chính thức là người yêu của nhau. Thế thì đến cái lúc mà anh chị quyết định là mình sẽ thành bạn đời, nó là một hành trình như thế nào? Kiểu từ chuyện là mình yêu nhau đến chuyện là mình muốn là mình kết hôn với nhau và đây sẽ trở thành cái người gắn bó mình cả đời. Cái quyết định là đến từ những cái động lực như thế nào? Thật ra bọn mình yêu nhau rất là lâu. Anh chị yêu nhau rất là lâu. Xong thật ra thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau ấy, nó khá là êm đềm. Bọn chị yêu nhau rất là vui vẻ. Thật ra đến cả bây giờ cũng về sống với nhau nó cũng như thế. Nó rất là nhẹ nhàng, rất là yên bình, vui vẻ. Đấy, chỉ như thế thôi. Nhưng mà bảo gọi là không có sóng gió cũng không phải. Thật ra là lúc mà gần cưới đi, chị không biết là có phải cái này là gọi là sao ta, áp dụng với rất nhiều bạn nữ khác, không chỉ mỗi mình chị, là như kiểu mình cảm thấy là mình sợ ấy, mình sợ cưới ấy, mình cảm thấy như là mình chưa sẵn sàng cho lắm. Nên thật ra là bọn chị cũng có một cái khoảng thời gian take a break trước khi cưới như thế. Nhưng mà sau đấy thì sau khi mà chị đã lấy hết can đảm rồi, kiểu ngồi suy nghĩ lại các thứ, thì đó, em thấy là bọn chị đã quyết định là đi về một nhà với nhau, và đến bây giờ chị thấy là cái quyết định đấy rất là đúng đắn và anh chị cũng rất là vui vẻ. Còn đối với anh thì anh biết rằng anh muốn kết hôn với Linh từ khá là sớm. Chắc là chỉ trong vòng 1 năm đầu yêu nhau thôi là anh đã biết là anh muốn cưới Linh rồi. Tại vì thành thật mà nói thì anh cũng trải qua rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều các loại mối tình luôn. Thì khi mà yêu Linh ấy, anh nhận ra một điều là đây là một cái mối quan hệ duy nhất mà mình cảm thấy rằng mình không phải cố, mà mọi thứ nó đến rất là tự nhiên. Tất nhiên là anh cũng có những cái mối quan hệ mà anh sẽ phải reach, anh phải cố đến với người ta, có những mối quan hệ người khác cố đến với anh. Thì với những cái mối quan hệ mà anh cố đến người ta thì là anh phải cố rồi, không có gì phải giải thích. Nhưng có những cái mối quan hệ họ cố đến với anh thì anh cũng nhờ những cái mối quan hệ đấy thì anh cũng tự bảo với bản thân là mình phải cố cũng đến với họ. Đó, thì nó luôn là những cái sự cố và anh thấy nó không ổn. Và khi đến với Linh thì đấy là cái lần đầu tiên mà anh cảm thấy mọi thứ rất là tự nhiên. Và trước đó ấy, thì lúc nào anh cũng nghĩ rằng cái gì nó xứng đáng thì mình sẽ phải cố gắng vì nó. Nhưng cho khi đến với Linh thì anh mới thấy rằng anh nghĩ là những cái thứ xứng đáng mình không cần phải cố vì nó đến thế. Và anh vẫn nhớ là đấy là cái hôm một buổi chiều mà anh đi, hồi đấy là hè, được về Việt Nam chơi. Thì anh đi với thằng bạn của anh, lúc đấy hai thằng ngồi ở trên Hồ Tây. Thì đấy là cái lần đầu tiên anh quay ra anh bảo với nó là tôi nghĩ là tôi muốn cưới Linh. Xong rồi thằng bạn nó bảo gì mà sớm thế. Thực ra anh cũng yêu, anh cũng trải qua rất nhiều mối tình rồi. Một cách vô hình chung anh form được một cái nhận thức về việc là mình muốn ở cạnh một người như thế nào, mình thích một người ra sao, mình đang cần điều gì. Thì lúc đấy tự dưng có một người con gái, người ta là đúng cái chân dung đấy, người ta xuất hiện trong đời mình, và mình cảm thấy là mối thành chính rất là tự nhiên. Thật ra không hẳn đâu, tại vì giữa anh với cả chị Linh hay đùa là tất cả những cái gì anh muốn ở người con gái thì không có ở chị Linh. Thế nên là anh lại một lần nữa anh phải nói rằng yêu là không cố. Tại vì khi mà mình muốn tìm một cái hình dáng người phụ nữ nào đó, mình sẽ cố gắng xây dựng ra nó, vẽ ra cái chân dung rồi mình cố gắng đi tìm người đấy. Còn đây anh không hề cố gì cả.
tự nhiên một người con gái kiểu out of nowhere, không hề liên quan đến cái hình, cái chân dung mà anh mong muốn, đến với anh và anh yêu người ta mê mẩn. Định mệnh ạ, số phận. Hồi nhỏ nhỏ ấy, khai kiểu xem phim, đọc chuyện, xong được thấy một nhân vật này thôi mà. Hình mẫu lý tưởng đây rồi, sau này mình sẽ cưới một người như thế. Thì ở cái thời ngày xưa đấy, cái người như thế đấy của anh chị là một hình mẫu như thế. Như em nói đấy, nó hay, nó hơi kiểu trẻ con ấy, kiểu hồi mình bé ấy, chắc là hình mẫu của em giống trong phim Hàn Quốc á, kiểu mấy anh mà cứ kiểu gọi là tài tử, không phải tài tử, gọi là nào nhỉ, kiểu tổng tài đấy, tổng tài đẹp trai trẻ trung này, giàu có này, rồi nói chung là nhiều thứ lắm, nói chung là hoàn hảo, à kiểu ngoài lạnh trong nóng đấy, đấy kiểu kiểu như vậy, chắc thế, nó hơi trẻ con là như thế. Còn hình ảnh phụ nữ với anh đấy là nó chỉ đơn giản là một bản upgrade của cái người bạn gái trước của mình thôi. Tức là khi mà thế á? Yes, tức là khi mà mình yêu một ai đấy nhá, mình sẽ thấy họ ok, họ thật là hoàn hảo. Cho đến lúc mà mình chia tay thì mình bắt đầu nhìn thấy ok, hoàn hảo đấy nhưng mà thiếu cái này. Nên mình sẽ nghĩ người tiếp theo là phải hoàn hảo như vậy nhưng mà thêm cái này. Rồi cứ dần dần nó build up dần nó thành một cái quái gì đó không biết nữa. Thế nên là bây giờ để mà hỏi cụ thể nó như thế nào thì thật sự anh không biết. Là kiểu điểm 10 nhưng. Đúng rồi. Điểm 10 nhưng. Điểm 10 nhưng. Ừ. Ừ, chị thì như kiểu đấy, nó kiểu trẻ con hồi bé thì nó như thế, nhưng mà thật ra chị nghĩ thì tức là trong tất cả những cái lúc mà gọi là mình gọi là lớn hơn đi, có thể gọi là từ đại học đổ đi đi, thì chị thực ra cũng không hẳn là mình có lúc nào cũng phải đi tìm kiếm một người mà theo cái chân dung mà mình mong muốn đâu. Mình cứ nghĩ là mình muốn thế thôi, nhưng mà đến khi mà ra ngoài đời ấy, chị nghĩ là chị dễ đổ lắm. Nên là kiểu kiểu cứ ai tán đi là mình cũng rất là dễ để mà đổ, và kiểu mình thấy là không, người ta có thể là có kiểu điểm yếu như thế mà không, thật ra người ta cũng kiểu tự ngụy biện như người ta ấy. Chị là người rất là may mắn vì chị gặp được chồng chị. Chứ nếu không bây giờ có một anh bad boy tán em là em đổ rồi. Xong rồi em chắc chắn rồi xong em khổ. Đúng. Hay là mọi người sẽ cảm thấy là ở cái tuổi nhỏ nhỏ của bọn em thì bắt đầu nghĩ đến chuyện là mình mong muốn mình sẽ trở thành người như thế nào, mình mong muốn người yêu mình là một người ra sao, mình có muốn là mình thay đổi vì nhau hay không. Em nghĩ là cái chữ thay đổi là một cái chữ siêu nguy hiểm cho một cái mối quan hệ, nó là một cái danh giới rất là mỏng. Mình cảm thấy là mình cố gắng manipulate người còn lại quá thì nó thành một mối quan hệ toxic. Nhưng mà nếu như mình không communicate cái mong muốn của mình ra thì cái mối quan hệ thực ra nó cũng không ổn. Mình không biết là người kia muốn gì và cần gì, mình cứ sống trong một cái thế giới giả tưởng nào đấy. Thì với anh chị cái câu chuyện như thế nào là để mình thay đổi vì nhau một cách heo thí ở trong cái thật ra cái câu hỏi này nhá, thì anh lại phải nhắc lại về một cái lời khuyên của bố vợ anh. Đấy là bố vợ anh luôn nói rằng đấy là trong đời này không ai hợp nhau 100% cả, cái quan trọng là lựa nhau mà sống. Thì đúng là trước khi mà còn trẻ hơn ấy, thì anh cũng có cái suy nghĩ giống như em vừa nói, tức là lúc họ muốn là một người như thế này như thế kia với mình này, rồi họ cũng muốn là họ sẽ thay đổi vì mình, rồi mình cũng sẽ thay đổi vì họ. Nhưng mà đến khi hôn nhân ấy, thì anh cũng phải nói rằng hôn nhân sau khi hôn nhân, cuộc đời nó sẽ thật nhất có thể, nó sẽ rất thật. Sẽ có một nửa là mình sẽ thay đổi vì họ và một nửa là mình sẽ không thay đổi vì họ. Tại vì khi mà sống với nhau, khi mà bắt đầu có trách nhiệm với nhau, mọi thứ nó sẽ rất là nó nghiêm túc hơn rất là nhiều. Và có những thứ, ví dụ như vợ anh không thích và anh muốn anh thay đổi thì anh sẵn sàng thay đổi, nếu đấy là những thứ anh thấy có lý. Nhưng có những cái thứ mà anh thấy nó là bản ngã của anh, nó là con người của anh không thể thay đổi vì bất cứ ai cả, thì đấy là cái việc vợ anh phải hiểu và thông cảm cho anh. Và ngược lại thì anh thấy đấy là cái sự healthy trong một cái relationship, tức là mình phải tôn trọng cái bản ngã của nhau. Còn ngoài ra những cái thứ khác mà nó có thể ảnh hưởng đến nhau thì phải thay đổi thôi, chứ không có cái gì mà gọi là phải tranh cãi vì cái đấy cả, phải hiểu được cái điều đó. Đối với anh thì là thế. Thật ra em nghĩ là cái này mình cũng phải trải qua nhiều cuộc đúng cãi vã nhỉ, rất nhiều, thì mới thật sự là hiểu và nghiệm ra được những cái này ấy. Những cái tranh cãi của anh chị thường là
diễn biến nó sẽ như thế nào, nó bắt đầu như thế nào, xong sau đấy mọi người giải quyết là ra sao. Ôi trời, kể ra thì nó lại kỳ quá. Tức là lần nào anh chị cãi nhau cũng như thế này. Ok, cãi nhau đúng không? Cãi nhau xong rồi sẽ bọn chị sẽ không to tiếng với nhau. Bởi vì thật ra bản thân chị là người thích to tiếng. Tức là chị thích là kiểu phải nói ra, kiểu anh ngoài đấy kiểu có thể hơi điên tí, nhưng mà kiểu nói ra ấy, vì kiểu nó hay là nó để ở trong lòng nó rất là bức bối. Nhưng mà chồng chị sẽ không nghĩ thế. Đức sẽ nghĩ là cần phải, tức là có một cái khoảng lặng để kiểu mình gọi là bình tĩnh lại, thì xong cái lời nói bao giờ nó cũng sẽ gọi là có lý hơn, chứ không phải trong lúc nóng giận như thế đấy. Nhưng mà thì thế là xong rồi mình cũng bị cuốn theo ông ý. Thế là bây giờ là cứ cuộc cãi nhau nào là bọn chị cũng cãi nhau, xong rồi không nói chuyện với nhau phải cả tuần. Dài không nhất nói là chuyện một tuần. Có khiến hơn ý. Không hơn đâu. Không nói chuyện với nhau luôn em ạ. Không nói chuyện với nhau luôn. Kiểu đứa nào ăn bữa đứa đấy. Rồi kiểu nói chung là một mình hết, separate hẳn nhau ra. Xong rồi sau đấy mới đến gọi là một cái khoảng thời, một cái hôm nào đấy mà hai đứa thấy là cũng có thể đủ rồi đấy, là một trong hai đứa thấy nhớ đứa kia rồi, bắt đầu thấy nhớ rồi đấy. Thế là một trong hai đứa mới gọi là chủ động để đến, xong rồi để ngồi nói chuyện hai đứa lại với nhau đấy, thì là mới bắt đầu hòa giải. Chứ chị, nhà chị đã không phải giống như đôi khác là kiểu tại chị... vì anh, đối với anh nhá, anh tức là anh là một người rất là để ý mọi việc xung quanh. Khi mà anh lớn lên ấy thì anh cũng để ý bố mẹ anh. Trong những cái cuộc cãi vã ấy, có những cái câu nói mà nó để lại một cái vết sẹo đi suốt cái hôn nhân luôn. Và kể cả giữa anh chị cũng thế, có những cái câu nói anh nói làm cho chị tổn thương, mà anh đảm bảo là từ bây giờ đến cuối đời nó không bao giờ nó lành được. Và kể cả chị cũng sẽ nói những cái câu mà làm anh cảm thấy như vậy. Thế nên là, mà những cái câu nói này nó nguy hiểm lắm nhá. Có những cái câu nói nó sẽ làm cho tổn vỡ, kiểu tan nát luôn cái hôn nhân luôn ấy. Đó, mà kiểu chỉ cần sau này cứ cãi nhau thôi là lại cái lôi cái câu nói đó ra để cãi nhau, và một ngày nó sẽ build up và nó làm đổ vỡ mọi thứ. Thế nên anh mới nghĩ rằng khi mà có xung đột ấy, tốt nhất là đừng nói chuyện với nhau, để cho mọi thứ nó chìm hết đi, đừng làm tổn thương nhau, không cần thiết. Thì đấy là cái lý do mà anh nghĩ là cứ nên im lặng thôi. Và đối với anh, cái thời gian im lặng đấy nó còn là cái thời gian thư giãn của anh nữa, kiểu anh được một mình ấy. Anh làm gì thì anh làm, không phải đi đâu cũng xách theo cái bà này ấy. Thế chắc là em hơi phổi bò nhỉ, vì đấy. Kiểu anh sợ kiểu to tiếng xong rồi kiểu làm tổn thương nhau đúng không? Nhưng mà kiểu bây giờ em ngồi em nghĩ lại nhá, tôi bởi vì thật ra cũng đã có một lần cũng hơi gần gần ấy. Gần đây là bọn mình cũng, anh cũng chiều em đúng không, là nói luôn ra cái lúc đấy. Thế thì nhưng mà cãi nhau cũng chiều ý chị đấy là đấy, không, nhưng mà cãi như thế nào, thể lệ cuộc chơi như thế nào là đúng theo ý chị đấy. Có đúng một lần đấy thôi, có nên em bị cuốn anh mà đấy. Nhưng mà ý em là xong bây giờ ngồi nghĩ lại thì em chả nhớ anh nói gì cả, kiểu chị bị kiểu phổi bò ấy, của mình kiểu quên kiểu nói là thôi chả nhớ nữa. Có khi bây giờ anh chửi em xong rồi hôm sau em cũng quên ấy, em nói nhớ thế chứ đến ngày rồi sẽ biết. Đến lúc cần thì lôi ra, đúng rồi. Chuyện cũ mình nhắc lại cho mới. Trong mối quan hệ luôn luôn là sẽ là như vậy, không bao giờ có chuyện hai người cùng đúng thích rồi. Nói chuyện ngay không bao giờ có chuyện là hai người cùng đi ngủ một đêm vui vẻ cả. Em là người nếu mà cãi nhau vào buổi tối, ngày xưa yêu xa thì là đấy chỉ có buổi tối nói chuyện với nhau thôi. Cãi nhau buổi tối em sẽ luôn bảo là nói một lúc, lại nói một tí thôi, nãy em cảm thấy là có vẻ là câu chuyện nó được lên đỉnh điểm rồi mà thôi nhá, nghĩ là có vấn đề rồi đấy. Em nghĩ thôi chắc mình ngủ một đêm hơi mệt, từ sáng ra sẽ nói chuyện nhau sao. Em ngủ ngon luôn, em biết rằng là cái không anh cũng thế. Đây em chính là cái người mà rất là không phải không ngủ được, nhưng mà kiểu sẽ rất cáu gắt ấy, mà kiểu anh ngủ ngon lắm. Ôi em bức bối trong lòng lắm, kiểu anh ngủ ngon lắm, anh kiểu anh như kiểu anh được rũ em ấy. Anh đi chơi anh thấy vui hơn nhá, anh thấy trời nó đẹp hơn nhá, anh shopping anh dễ mua đồ hơn nhá, kiểu đấy, chỉ có mình khổ rồi. Em tin vào cái câu chuyện là những lúc mà cảm xúc mình nóng lên thì mình sẽ rất dễ nói ra những cái lời làm tổn thương người ta. Bản thân em không thể chịu nổi cảm giác đấy, em chắc chắn đã nói xuống cái mồm em. Tức là em sẽ là một nửa của chị, một nửa của anh. Em biết rằng em không kiểm soát được là lời nào em cũng nói ra được hết. Em nghề mà em viết lách mà ôi trời ơi, lúc cãi nhau thì em hết mình luôn. Và em cảm thấy là thực ra sáng hôm sau tự dưng ngủ dậy, mình thấy là mình có một giấc ngủ hợp, mình có một giấc ngủ ngon, tự dưng cảm xúc của mình hòa hoãn. Mình cũng thấy là hôm qua mình hơi quá đáng một chút nhẹ. Chắc mình cũng nên lựa cái lời của mình xin lỗi người ta một chút. Đó, thế là lúc đấy tự dưng mọi thứ nó nhẹ nhàng êm đẹp hơn hả?
Nhưng mà thường nhá, những cái tranh cãi của mọi người nó sẽ đến từ những câu chuyện như thế nào? Anh quên sạch. Thật ra thì lúc trước bọn chị cũng không phải là hai đứa hay cãi nhau lắm đâu. Nhưng mà dạo gần đây đúng không, hay cãi nhau nhiều hơn thật. Là do làm việc với nhau. Tức là bây giờ là ngoài việc là vợ chồng, là còn là gọi là business partner luôn đấy. Thì nó rất là khó là cái đấy. Tại vì kiểu cái có thể cái muốn đôi khi nó khác nhau. Và tức là nếu mà mình làm việc trên một cái bức tranh tổng thể nhá, tức là bây giờ anh muốn cái này, em muốn cái này, thì nó rất là dễ. Tại vì chúng ta cùng muốn một thứ nên là bọn mình mới làm cùng nhau cái này. Nhưng mà sẽ cãi nhau bằng cái việc làm cách nào để đi đến cái thứ đó. Đúng rồi. Và đi đường nào sẽ là cái lúc mà cãi nhau rất là nhiều. Định hướng đúng không? Đúng rồi. Đó, thì chắc là bây giờ chủ yếu là cãi nhau về cái vấn đề đấy thôi. Nhưng mà nhưng mà tức là nó cũng là một cái mà nó mang đến rất là nhiều bài học cho hai đứa. Bọn anh thì bị được một cái là bị một cái cãi nhau rất là nhiều. Cãi nhau rất là lớn, cãi nhau rất là lâu nhưng mà chưa bao giờ bị sứt mẻ gì cả. Sau mỗi cái cuộc cãi vã đó là kiểu mọi thứ như chưa gì xảy ra ấy, lại yêu nhau bình thường, vui vẻ bình thường. Nhưng mà cái việc làm việc với nhau ấy, nó dạy cho anh cái cách phải học yêu chị một cái cách khác đi. Tức là mình cũng phải tôn trọng được cái tầm nhìn của người còn lại. Và mình phải tìm cách để mình gọi là sao? Dĩ hòa vi quý á? Dĩ gì đấy. Đó. Thì tức là dần dần những cái trận cãi vã nó ít đi. Ngày trước nhá, kiểu cứ hồi đầu ấy, cứ quay cái video nào với nhau là xong cãi nhau luôn. Thật, cãi nhau luôn. Video nào cãi nhau, một tuần 5 cái video thì 5 lần cãi nhau. Xong rồi dần dần nó ít dần. Và bây giờ thậm chí nhá, có những cái lần mà anh còn nhìn, anh chuẩn bị, anh thì rất là nhanh, anh chuẩn bị xong hết rồi, anh ngồi anh nhìn con mẹ này kiểu làm tóc ấy, kiểu chối cả tình, lâu thế không biết. Xong rồi bây giờ thì anh quen rồi, anh xong thì anh cứ ngồi anh chơi thôi, anh làm gì thì anh làm, thỉnh thoảng anh đá cho cô nhanh lên em ơi, thế là xong, thế thôi. Đó, thì nó cũng có thể nói là làm việc cùng nhau cãi nhau nhiều, nhưng mà nó mang đến cho hai đứa nhiều cái bài học để sống với nhau một cách hòa thuận hơn. Kiểu anh cũng có một cái mà anh không nhớ đâu, ngày trước anh xem ở đâu, anh xem trong phim hay anh nghe nhạc hay cái gì anh không nhớ. Nhưng mà về cơ bản ấy là một ông già nói chuyện với thằng trẻ con. Thì ông già ông bảo là có một cái sự khác biệt giữa thế hệ tao và thế hệ mày. Đấy là khi chúng mày có vấn đề thì chúng mày chạy khỏi cái vấn đề đấy. Còn khi tao có vấn đề thì tao sửa nó. Đó, thì cái việc anh làm việc với nhau nó cũng như vậy ấy. Nếu mà kiểu cứ cãi nhau mà cãi nhau là thôi không làm nữa, giải tán thì là hỏng hết. Nhưng mà bây giờ ép mình sống với nhau, phải làm việc với nhau mà cũng muốn có cái sự hạnh phúc với nhau thì buộc phải sửa mọi cái vấn đề nó xảy ra. Thì anh nói chung là anh vẫn thấy rất là vui vì được làm việc với nhau, cho dù cãi nhau nhiều. Bọn mình đang tiến bộ mà. Đúng rồi, đang tiến bộ. em thấy mọi người cũng kiên trì đấy. Là cũng sẽ có một số cặp đôi mà người ta không phải là người ta tan vỡ mà là người ta dừng cái việc người ta làm cùng nhau lại. Ta sẽ cảm thấy là một hai lần như thế người ta cảm thấy không phải chịu nổi. Em nghĩ là một cách bản năng thôi, kiểu con người thì mình sẽ luôn né tránh những cái tín hiệu nguy hiểm đấy. Đúng rồi. Mình cảm thấy là nó gây phiền cho mình, mà cảm thấy là thôi cuộc sống mình cũng không có cái đấy thì chắc cũng êm đẹp hơn, chứ là mình không chịu làm cái nữa. Nhưng mà đôi khi làm việc mình cố thêm một chút, mình kiên trì thêm một chút, nó lại mang đến một cái kết quả lớn hơn. Đến thời điểm hiện tại thì mọi người cảm thấy là bản thân mình và đối phương thay đổi như thế nào sau khi mà mình chính thức là mình về chung một nhà thì chắc chắn là có thay đổi. Như chị Linh thì chị đã phải, tức là nói sao, như là Linh thì nói chung cũng rất là công chúa. Nó kiểu không biết làm việc gì hết, nhưng mà sau khi cưới chồng xong thì cũng bắt đầu biết làm việc. Nó cũng biết chăm sóc chồng rồi làm việc nhà các thứ. Có thể tất nhiên là nhiều người họ sẽ nói là con gái là phải biết làm cái này cái kia, nhưng mà thật sự anh không nghĩ như vậy. Anh kể cả từ ngày cưới thì anh cũng luôn nói với Linh là anh không muốn em làm việc nhà, tại vì đối với anh việc nhà không phải dành cho phụ nữ, mà thậm chí anh còn làm hết việc nhà cơ. Tại vì anh muốn chị Linh tìm được một cái đam mê và theo đuổi được một cái gì đó là sự nghiệp, một đam mê, một sở thích. Vì nói thật là anh lớn lên được mẹ nuôi,
không phải là bố anh, không phải là anh không có bố hay gì cả, mà chỉ là bố anh rất là bận. Bố anh đi làm suốt ngày thì mẹ anh chăm sóc anh suốt cái tuổi thơ thôi. Thì anh có thể nhìn, anh cảm thông rất là nhiều với phụ nữ. Và anh có thể nhìn thấy rằng phụ nữ ấy, khi mà họ cống hiến cuộc đời mình cho gia đình ấy, là họ hy sinh tất cả cuộc đời họ. Họ không có đam mê, họ không có sở thích, mà tất cả mọi thứ, giấc mơ của họ là gia đình họ, giấc mơ của họ là người chồng, người con. Anh không nói cái đấy nó có gì sai cả, nhưng mà cái giá phải trả là cuộc đời của họ thì anh thấy nó rất là bất công. Và anh không muốn vợ anh phải làm như vậy. Anh muốn vợ anh có một cái đam mê và anh theo đuổi nó, và anh sống hết mình vì nó, và anh sẽ đi cùng vợ anh. Thế nên là anh không yêu cầu vợ anh phải làm việc nhà gì cả, nhưng mà tất nhiên là cưới xong thì chị ấy vẫn biết chăm sóc người khác hơn này, biết chăm sóc anh hơn, biết lo lắng cho anh hơn. Đó, thì anh nghĩ đấy là cái thay đổi lớn nhất mà anh nhìn thấy ở Linh. Em thấy anh thay đổi gì không hay vẫn vậy? Bây giờ nhá, trước khi em nói nhá, có một cái thay đổi lớn nhất đầu tiên ấy, mà khi mà đến với em mà anh thay đổi ấy, đấy là cái lúc mà bắt đầu đến ở với nhau nhá, chị Linh chị bảo là em không thích quần áo ở dưới đất đâu. Thế là từ đấy nhá, không bao giờ anh để quần áo dưới đất luôn, cho dù trước anh để rất nhiều quần áo dưới đất. Thì đấy là cái thay đổi lớn nhất. Không, thật ra ấy, tức là nếu bảo là thay đổi ấy, thì thật ra tức là một thứ mà chị cũng rất là trân trọng ở chồng chị, mà gọi là như nào nhỉ, tức là mọi người hay nói là đừng có expect là người yêu hay là chồng mình là thay đổi vì mình, đúng không, đừng có expect những điều đấy, sống thực tế lên kiểu thế, đúng không? Lúc trước chị cũng nghĩ thế, nhưng mà chị nghĩ là chắc là thế giới này chừa chồng chị ra. Vì đương nhiên là như Đức nói đấy, thì nó không phải là thay đổi hoàn toàn con người Đức hay là như thế nào cả. Nhưng mà cái gì mà có lý và cái gì mà như kiểu là làm cho chị vui hơn ý, làm cho cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn, chồng chị thấy có lý thì chồng chị sẽ thay đổi. Và thật sự là chồng chị thay đổi và thích nghi rất là nhanh. Nhanh lắm em ạ. Chị cũng không hiểu nổi tại sao mà một người lại có thể thay đổi nhanh đến như thế. Như kiểu là sau một đêm hôm sau là thành cái, như kiểu mình bảo là anh, em thấy cái này không được đâu anh ạ, anh phải, anh xem mà anh thay đổi. Hôm sau thay đổi luôn. Thật sự là rất là nhanh và mình cũng rất là sốc. Nhưng mà như thế cũng làm thấy cho mình cảm giác là mình cần có trách nhiệm với cả cuộc sống gia đình hơn, cần phải gọi là live up to chồng mình ấy. Em nghĩ rằng cái việc thay đổi được cho nhau ấy, nó cần phải bắt nguồn từ việc không chỉ yêu nhau mà phải thương nhau, phải thật sự thương nhau thì mới thay đổi được cho nhau. Chứ còn nếu mà yêu không thôi ấy, cái lúc yêu ấy là mình vẫn còn cái tôi rất là lớn. Còn khi đã thật sự thương một ai đó ấy, thì mình không còn cái tôi nữa. Và đấy mới là cái lúc mà mình thay đổi được. Anh nghĩ thế. Thương không? Có cái chữ thương ấy, em rất thích cái chữ thương ấy luôn. Yes. Cảm thấy nó rất là một cái gì đấy, nó rất là dịu dàng. Em cũng không biết là cái chữ thương đấy nó mà dịch ra những cái ngôn ngữ khác thì nên gọi nó là cái gì. Cái chữ yêu cảm thấy nó là một cái gì đấy nó như một ngọn lửa. Đúng, lửa chạy. Nhưng mà cái chữ thương nó rất dịu dàng như kiểu một dòng suối. Thật ra cái việc thương nhá, anh cũng được, anh chẳng biết là tự nhiên cái hồi đấy cũng là một cái mùa hè anh đi du học, anh về nước anh chơi. Thì tự nhiên có một ông nào ở cà phê ấy, anh đang ngồi thì ông sao nói chuyện với anh. Hình như cái ông, đúng rồi, cái ông mà hồi trước mà bố tự nhiên bố gặp ấy. Rồi, anh biết rồi. Tức là đang ngồi cà phê thôi, tự nhiên anh ra anh nói chuyện. Xong anh cũng bảo là, bây giờ cái tình cảm mà bọn em có giữa trai với gái ấy, nó chỉ là cái cảm xúc yêu ấy, nó chỉ là cái tình cảm trai gái nam nữ thôi. Bao giờ mà muốn đến với nhau nó phải là thương. Thì tự dưng mình hiểu ra được một cái khái niệm mới trong cái việc tình yêu. Và từ đấy nó phát triển dần. Rồi đến một cái giai đoạn mà tự nhiên mình được trải nghiệm với cái sự thương đấy ấy, thì mình mới bắt đầu hiểu được, hóa ra đây là cái mà mọi người nói. Tức là vài năm trước, vài năm sau mới hiểu được. Và từ lúc đấy anh mới bắt đầu có được cái khái niệm là yêu mà phải thương nữa thì nó mới gọi là yêu. Chứ còn yêu không thì nó chỉ là nam nữ trai gái thôi. Không, thì thực ra cái sự thương đấy nó sẽ là một cái tình cảm mình sẽ có giữa con người với con người nói chung. Là nó sẽ là mình chấp nhận người ta như người ta vốn là, một cách là tôn trọng như thế. Hôm trước em có đọc trong quyển sách Osho, là trong đấy người ta giải thích là cái chữ yêu thực ra là cái từ love ở trong tiếng Anh, cái origin của từ đấy nó bắt nguồn từ một cái từ mà nghĩa là không tích cực cho lắm, nó nghĩa là lòng tham. Thì thế là lúc đấy ông Osho giải thích là có thể là vì như thế nên là
kiểu trong tình yêu thì mình sẽ luôn luôn là đấy là cái sự tham lam của mình muốn điều này, muốn điều kia. Có người yêu tiền chẳng hạn, có người là yêu một cái người bad boy bad girl, những người yêu một người phụ nữ dịu dàng kiểu thế. Nhưng mà em thấy chữ thương là một chữ rất là dịu dàng, rất là dễ chịu. Em thấy là ôi nó cũng là một hành trình rất chứ mà cũng rất khó để có thể nói là thế nào là yêu, thế nào là thương. Em nghĩ là mọi người ở cạnh nhau sẽ cảm nhận được là khi nào mình thực sự mình cảm thấy thương người còn lại bằng hết cả trái tim của mình. Tức là thực ra đến bây giờ nếu mà mọi người nghĩ lại mới cảm thấy là mọi người có bất kỳ một cái tiếc nuối nào đấy với đối phương, và có một cái điều đấy mọi người nghĩ là đáng lẽ mình nên làm tốt hơn một chút, hoặc là mình muốn làm cho người kia, nhưng là mình cũng chưa có cơ hội để làm. Em thì sao, còn anh thì đâu? À thế, chắc là thế thật rồi, vì chồng chị đã làm quá nhiều thứ rồi chị. Chắc là em cần phải chăm chỉ nhiều lên và chồng đỡ khổ của chồng đúng không? Thế là ở em chứ sao em hỏi anh. Thật ra về phía anh nhé thì anh cũng không có gì đâu. Tức là nếu mà vừa nãy em dùng cái từ gì nhá? Từ gì? Tiếc là hay cái gì? Tiếc nuối. Tiếc nuối. Ừ. Nếu mà lại một lần nữa anh lại phải nói về cái câu chuyện của mẹ anh. Tức là mẹ anh sống trong một cái môi trường rất là phong kiến. Tại vì cái thế hệ trước thì ai cũng vậy. Thì anh thấy phụ nữ chịu thiệt rất là nhiều. Mà anh nghĩ rằng người chồng phải đứng ra để bảo vệ người phụ nữ. Và anh nghĩ rằng một người phụ nữ họ xứng đáng để có gần như là tất cả ấy. Nên là nếu mà để mà nói anh tiếc nuối cái điều gì ấy, anh chỉ nói anh tiếc thì anh không, tại thời điểm bây giờ anh không thể. Tức là anh luôn muốn vợ anh có được nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và đấy là cái duy nhất anh tiếc thôi. Anh chỉ muốn là có nhiều hơn nữa trong cái lúc mà vợ anh còn trẻ. Vợ anh còn kiểu vẫn còn hồn nhiên vô tư ấy. Chứ còn khi mà chúng ta 30 tuổi trở đi rồi có con vào rồi thì cái lúc đấy anh nghĩ là cái tâm hồn của mình sẽ thay đổi rất là nhiều. Mình không còn hồn nhiên vô tư để mình tận hưởng cuộc sống nữa. Và đấy là cái thứ duy nhất là anh tiếc thôi. Sorry mọi người, chị biết nước lắm. Thật ra chị biết là chồng chị định nói gì rồi nhưng mà chắc là cái tiếc nuối nhất là kiểu chị vẫn luôn cảm thấy là kiểu chị chưa có thể làm được cho chồng chị tất cả những gì mà chồng chị sẵn sàng làm vì chị ấy. Kiểu mình cảm thấy là mình vẫn chưa thể gọi là giúp chồng rồi live up to những cái gì mà chồng mình gọi là mong muốn mình đạt được ấy, mong muốn mình có, mong muốn trở thành một cái người con gái gọi là sao ta, gọi là sống hết mình với bản thân, kể chỉ bản thân của chị đấy. Vì thực ra chồng chị chỉ muốn chị hạnh phúc thôi, tất cả những cái gì mà chồng chị làm cho chị chỉ là muốn chị, để chỉ là để cho chị hạnh phúc thôi ấy. Nhưng mà kiểu kể cả những cái việc đấy thì kiểu chị thấy là chị cũng chưa làm được ấy. Chị là một người rất là hay lo nghĩ, thật ra có thể gọi là hay tiêu cực, hay có những suy nghĩ tiêu cực. Cho nên là nhiều khi chị cảm thấy là kiểu rồi không sao, bình tĩnh không có gì hết. Đấy, vì chị kiểu lo nghĩ rất là nhiều ấy. Nói thật là cũng có nhiều lúc rất là tiêu cực. Cho nên là những cái thứ mà chồng chị dù làm chị đã rất là nhiều rồi, nhưng mà nhiều khi mà mình bị những cái sự tiêu cực đấy nó cuốn mình đi ấy, nên là mình cũng không thực sự là cảm giác được trọn vẹn những cái gì mà kiểu Đức làm cho chị ấy. Đấy nên chị nghĩ đấy là cái điều mà chị tiếp nối nhất. Em thấy hành trình đấy cũng là một hành trình tương đối khó khăn, mình cũng cần nhiều thời gian nữa, tức là mình cũng từ từ thôi. Đến một ngày em nghĩ là, tức là đến một ngày nó sẽ kiểu hơi mưa dầm thấm lâu, tức là đến một ngày tự dưng mở mắt dậy mình cảm thấy là ok, hôm nay mình có thể cảm nhận được trọn vẹn cái tình cảm mà người còn lại dành cho mình rồi, là mình cũng có thể dành lại trọn vẹn cái sự trọn vẹn của mình cho người ta. Với mọi người nghĩ là tình yêu là gì? Với anh nhé, tình yêu ấy nó là a lot of thing. Nó là rất nhiều thứ mà anh đã trải qua rất nhiều mối tình rồi, anh cũng trải nghiệm cái tình yêu rất nhiều loại tình yêu nam nữ có rồi,
gia đình, rồi bạn thân, bạn bè cũng có. Và trong mỗi cái tình yêu đấy thì anh cũng đã phải trải qua vui có, buồn có, phản bội cũng có. Kể cả tình yêu nam nữ có này, tình yêu với bạn bè anh cũng cảm nhận được những cái sự phản bội. Nhưng mà để mà nói đến bây giờ thì anh vẫn rất là thích hai cái từ tình yêu. Vì anh nghĩ rằng nếu không có nó thì thế giới này nó không vận hành đâu. Mà nếu mà còn để mà định nghĩa tình yêu là gì ấy, thì anh vẫn sẽ phải nói là tình yêu là a lot of things. Rất nhiều thứ mà rất phức tạp, mình không thể định nghĩa được nó. Mà mỗi giây phút mình lại định nghĩa nó một kiểu, và với mỗi người mình lại định nghĩa nó một kiểu. Thì anh chỉ nghĩ rằng tình yêu là một thứ nên tận hưởng. Dù nó là đau, dù nó là buồn, dù nó là vui, nó là một thứ nên tận hưởng. Và anh có một quyển sách mà anh rất là thích. Tức là đấy là quyển sách đầu tiên mà anh đọc. Và nó cũng là quyển sách duy nhất mà anh đọc lại rất nhiều lần. Quyển sách nó tên là Tháp Kền Kền của tác giả Hoàng Long. Không biết là mọi người biết không, nhưng mà nó là một quyển sách mà bây giờ kiếm rất là khó tìm. Nó là tuyển tập truyện ngắn. Và đó là ông tác giả kể về những cái nỗi đau trong cuộc sống, từ tình yêu đến cuộc đời mọi thứ. Nhưng mà cái nỗi đau của ông đấy kể ấy, nó rất là bình yên. Mà nó bình yên và nó cảm giác thoải mái đến lạ thường luôn ấy. Và anh thấy cái nỗi đau với ông đấy ấy, nó là một cái gì đó, nó như kiểu một cái miếng phô mai ấy, mà đôi khi ông ấy lấy ra ông dặm nhấm một chút rồi ông uống với một ly rượu, và ông tận hưởng nó một cách tức là nó như một cái gì, một miếng chi nhá, nó rất là thơm, nó rất là ngậy, nhưng mà khi em cắn vào thì nó cay cay. Tức là cắn vào nó lại cảm giác cay ấy, tức là nó không phải là một miếng chi ngọt, và khi em nuốt vào em cảm thấy nó rất là dễ chịu ấy. Đó thì anh thấy cái nỗi đau mà của tác giả Hoàng Long miêu tả ấy, nó thật sự rất là hay. Mà cái cảm giác hạnh phúc nó không thích bằng cái cảm giác đấy đâu. Anh, đối với anh, cảm giác hạnh phúc nó không bằng cái nỗi đau đấy. Và anh học được rất nhiều về tình yêu qua cái cuốn sách đó. Thì để mà đúc kết lại thì anh vẫn sẽ nói tình yêu là a lot of things. Đấy là đối với anh là như vậy. Đối với chị thì thật ra trước khi mà em hỏi câu hỏi này thì chắc chị cũng không biết là tình yêu là gì đâu. Bây giờ kiểu đây là một cái câu hỏi rất là trừu tượng đúng không? Nhưng mà đối với chỉ bản thân chị thôi nhá, thì chị nghĩ là tình yêu đối với chị là sự bình yên. Chị thấy là chị nghĩ ra cái này là sau khi tức là có một hôm chị có đi chơi với cả bạn chị, đi chơi buổi tối muộn về khuya luôn á. Lúc đấy thì Đức đang ở nhà chờ chị. Xong rồi khi mà chị về nhà, lúc đấy là Đức muộn quá rồi, không quen nên là ông ấy ngủ gật luôn. Thì thật ra lúc đấy là sau một ngày rất là dài, và như kiểu cái buổi đi chơi hôm đấy thật ra chị cũng không muốn đi chơi lắm ý, kiểu già rồi em, kiểu không muốn đi quẩy kiểu vậy. Xong rồi chị về nhà, chị tự chị nhìn thấy chồng chị nằm đấy chờ chị, ngủ bắt lưỡi. Tưởng xong rồi trong người chị có suy nghĩ là bình yên đây rồi ấy. Đấy thì chị nghĩ là chồng chị, tình yêu của chị chính là bình yên của chị. Thế cái cảnh mà em nhìn thấy anh ngủ gật thì nó cũng nhiều lắm ấy. Kiểu hàng ngày chỉ cần em ngồi make up cho anh ngủ gật. Thầm món anh, em đang trying to get deep.